on through all the years. Looking back brings me to tears. Oh, I wanna see this through. Thảo à, thực sự là hôm nay là ngày trọng đại của hai vợ chồng mình. Mình có một thời gian quen nhau không đủ lâu. Anh biết chắc là em vẫn thấy điều đó và anh cũng cảm thấy điều đó. Thì chúng ta cũng sẽ có những cái bất đồng, không hòa hợp với nhau. Anh biết là trong thời gian gần đây cũng có những cái vấn đề mình không chung quan điểm với nhau. Nhưng mà anh hy vọng là khi mà mình đeo tay chiếc nhẫn này, khi mình đến với nhau qua ngày hôm nay rồi á, thì chuyện gì nữa thì anh cũng luôn nghĩ về em. Từ tâm mà nói thì chúng tôi xin cảm ơn tất cả mọi người đã đến